Đây là Nguyễn Văn Thâu, sinh năm 1985 ở xã Nhân Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, là tài xế điều khiển xe đầu kéo gây ra vụ tai nạn kinh hoàng vào chiều ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, làm 2 người chết và 16 người bị thương. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ khi được đưa vào trụ sở công an làm việc, tài xế vẫn còn chưa tỉnh, khai báo quanh co. Tuy nhiên, thừa nhận có uống 4 lon bia trước khi điều khiển xe đầu kéo gây ra vụ tai nạn. Khác với hầu hết những vụ tai nạn giao thông khác, hiện trường vụ tai nạn này lại rải rác trên đoạn đường dài hàng chục km. Chiếc xe hung thần càng quét như một cơn lốc và gây họa cho nhiều người. Theo những người chứng kiến, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12. Tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ móc chạy trên tỉnh lộ DT639B. Khi đến địa phận Chân Lộc, xã Nhân Phúc, xe đầu kéo này tông vào nhiều phương tiện của người dân đang chạy trên đường. Sau khi gây tai nạn hàng loạt, Nguyễn Văn Thâu tiếp tục điều khiển xe đầu kéo rời khỏi hiện trường, kéo theo một chiếc xe máy đang kẹt dưới gầm xe. Vụ tai nạn đã làm nhiều người bị thương, trong đó có một người chết tại chỗ là thiếu niên, sinh năm 2006. Với anh là anh vừa tí ra là anh còn ngầu ở đây này, với sau là anh vừa cái đầu, đúng cục đây, là bị hầm cái đầu, sửa đi. Ngay sau khi nhận được thông tin tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy, trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định đã cử lực lượng truy đuổi, dừng phương tiện và khống chế được tài xế Nguyễn Văn Thâu. Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo còn kéo lê một xe máy của nạn nhân bị nạn cách đó hơn 20 km. Trên đường là chiếc xe đầu kéo đó là kéo theo ra một cái xe máy nằm dưới gầm, rất nhiều phương tiện ở phía sau là đuổi theo. Để mà khống chế cái phương tiện đấy, nhưng mà phương tiện đó là không có đứng, là cứ lao thẳng, thì buộc chúng tôi phải làm tắc nghẽn đường để cho phương tiện nó không có thể nào mà lưu thông. Khi mà dừng phương tiện đó là phương tiện cố thủ, một bên là bên phụ là khóa cửa lại, bên trái bên tài là họ là tài xế đó là cột cái dây không cho mở cửa, buộc chúng tôi phải phá cửa. Và tôi và đồng chí Vũ trực tiếp leo lên xe không chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc. Đến khuya 30 tháng 12, các cơ quan chức năng thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng này. Đến sáng 31 tháng 12, lực lượng công an xác định vụ tai nạn nghiêm trọng này đã khiến 2 người chết, trong đó có 1 người chết tại chỗ và 1 người chết tại bệnh viện. Ngoài ra, còn có 16 người khác bị thương. Đối tượng Nguyễn Văn Thâu được đưa về cơ quan cảnh sát điều tra thị xã An Nhơn để phục vụ công tác điều tra.